Tường xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 26 tháng 1 năm 2018 và là buổi phát thanh lần thứ 2449 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây. Hàng không mẫu hạm Mỹ sẽ ghé thăm cảng Đà Nẵng vào tháng 3. Gần 10 triệu du khách Trung Quốc tràn sang biên giới Việt Nam trong năm qua. 780 người tử nạn giao thông tại Việt Nam trong 4 tuần vừa qua. Trận chung kết giữa Việt Nam và Uzbekistan có thể bị đình hoãn vì tuyết rơi. 6 nước Đông Nam Á đồng ý hợp tác chống khủng bố Hồi giáo. Ấn Độ và khối ASEAN họp hội thượng đỉnh ở New Delhi. Trung Quốc phủ nhận việc xây dựng căn cứ quân sự tại Afghanistan. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Bá Cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó là phần phóng sự đặc biệt do Bá Cơ thực hiện về buổi bầu chọn người cho giải thưởng Trần Văn Bá lần thứ 3 được tổ chức hôm Chủ nhật 21 tháng 1 vừa qua tại Lido, Sài Gòn, Nam California, Hoa Kỳ. Giữa chương trình là chuyên mục bàn ngang tán dọc, tuần này tán mạng chung quanh chuyện du lịch ở Việt Nam. Và sau cùng thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay để vinh danh anh Phạm Văn Trọng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Bác Cơ trình bày sau đây. Như tin đã loan vào hôm qua, thì hai nước Mỹ và Việt đã thỏa thuận về chuyến viếng thăm của một hàng không mẫu hạm Mỹ trong năm nay. Theo loan báo, sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch, thì một mẫu hạm Mỹ sẽ ghé thăm cảng Đà Nẵng vào tháng 3 tới đây, nhưng không nói rõ là mẫu hạm nào. Nếu chuyến viếng thăm này diễn ra, thì đây là lần đầu tiên kể từ khi chấm dứt cuộc chiến quốc cộng vào năm 1975, một mẫu hạm Hoa Kỳ lại bỏ neo trong hải phận Việt Nam. Cần nói thêm, trong cuộc gặp gỡ nói trên, ông Mattis cũng cam kết sẽ giúp quân đội Việt Nam tham gia thêm vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc trên thế giới. Giới chức du lịch Việt Nam cho biết là gần 10 triệu du khách Hoa Lục đã băng qua cửa ải Đông Hưng thuộc tỉnh Quảng Tây để sang thăm viếng Việt Nam vào năm ngoái. Đông Hưng là cửa ải lớn thứ ba của Hoa Lục nằm sát biển. Vì thế các du khách có thể băng qua biên giới Việt Nam bằng đường bộ lẫn đường biển. Dưới sự cho phép của nhà cầm quyền Việt Nam, kể từ tháng 11 năm ngoái, du khách Hoa Lục có thể tự lái xe sang thành phố Mong Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Chính vì thế mà số lượng du khách Hoa Lục đã gia tăng mạnh trong mấy tháng cuối năm 2017 vừa qua. Theo báo cáo của Bộ Công an Việt Nam thì chỉ trong vòng vài tuần của tháng Giêng, toàn quốc đã có hơn 1.700 tai nạn giao thông, khiến 780 người chết và hơn 1.300 người khác bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái thì số tai nạn giao thông gia tăng hơn 60 vụ, với số người chết tăng thêm 36 người. Theo báo cáo này thì trong số 1.700 tai nạn nói trên, có 890 vụ rất nghiêm trọng, với 780 người chết và 426 người bị thương. Trong đó số tai nạn trên đường bộ vẫn đứng đầu là 856 vụ, kế tiếp là đường sắt 18 vụ và đường thủy là 15 vụ. Vụ nghiêm trọng nhất là vào ngày 2 tháng 1, khi một chiếc xe hơi hút vào một nhóm công nhân đang làm đường tại thành phố Hà Giang, khiến 5 người thiệt mạng. Trong một biến cố khác, vào sáng hôm qua, một vụ nổ mìn phá đá ở tỉnh Đắk Nông khiến 2 công nhân thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Đây là mỏ đá mà công ty Vượng Phát được cấp giấy hoạt động vào 5 tháng trước, thuộc xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Giới chức thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc cho biết là trận chung kết giải U23 Á Châu có thể bị đình hoãn vì mưa tuyết kéo dài suốt 2 ngày qua. Vì tuyết rơi quá nhiều nên cả hai đội Việt Nam và Uzbekistan cũng phải ngưng luyện tập trước khi bước vào trận chung kết vào ngày mai, trong khi ban tổ chức phải phủ bạt kín sân vận động để giữ ấm cho cỏ. Theo nhận định của giới hâm mộ túc cầu thì thời tiết băng giá sẽ tạo thêm bất lợi cho đội Việt Nam, vì các cầu thủ đến từ một nước nhiệt đới, trong khi đối thủ quen sinh sống trong thời tiết mùa đông dưới 23 độ ẩm của vùng Trung Á. Cần nói thêm, đây không phải là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam thi đấu với Uzbekistan trong hai lần chạm trán trước đây vào tháng 10 và tháng 11 năm 2013. Việt Nam đã bị Uzbekistan đá bại với tỷ số 3-1 và 3-0 trong giải vô địch túc cầu Á Châu.
6 nước gồm Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương, Phi Lục Tân, Singapore và Brunei vào hôm qua đã đồng ý chia sẻ về các nguồn tin tình báo nhằm đối phó với các nhóm khủng bố Hồi giáo. Trong tuyên bố chung được đưa ra tại thành phố Bali của Nam Dương, 6 nước này cam kết sẽ tiến hành thỏa ước có tên là Đôi Mắt Cảnh Giác, nội dung chia sẻ tin tức về tình báo và củng cố sự tín nhiệm lẫn nhau trong việc tiêu trừ các nhóm khủng bố. Theo sáng kiến này thì cứ mỗi 2 tuần, giới chức tình báo của 6 nước sẽ trao đổi tin tức thu thập được về các nhóm khủng bố. Cần nói thêm, 6 quốc gia này đều là các nước có đông người theo Hồi giáo. Sáng kiến hợp tác trên được đề ra sau khi phiến quân Hồi giáo tấn chiếm thành phố Marawi của Phi với nhiều tay súng đến từ Mã Lai và Nam Dương. Vào hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã đồng khai mạc hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ và khối ASEAN, và cũng nhằm đánh dấu 35 năm thiết lập mối quan hệ giữa Ấn Độ và khối ASEAN. Giới truyền thông Ấn Độ cho biết là hội nghị này sẽ thảo luận các vấn đề thương mại, an ninh quốc phòng và tăng cường chống khủng bố. Một trong những nghị trình quan trọng là thảo luận về các cuộc tập trận chung giữa hải quân các nước ở eo biển Malacca nhằm bảo vệ cho hải lộ quan trọng này. Vào hôm qua, Thủ tướng Ấn Narendra Modi cũng có các cuộc gặp gỡ bên lề với giới lãnh đạo khối ASEAN, trong đó có Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Nhân dịp này, hai nước Ấn Việt đã đồng ý gia tăng hợp tác trong lĩnh vực truyền thông và vệ tinh viễn thông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào hôm qua đã mạnh mẽ bác bỏ nguồn tin nói rằng Bắc Kinh đang có kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự tại Afghanistan. Được biết nguồn tin trên đến từ thông tấn xã Fergana News của Nga. Theo đó, thì Trung Quốc có ý định lập căn cứ quân sự tại miền Bắc Afghanistan. Tin này được tạp chí ngoại giao The Diplomat của Mỹ trích dẫn vào tuần trước. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo vào hôm qua tại Bắc Kinh, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố đây chỉ là tin đồn vô căn cứ, mặc dù thừa nhận là Trung Quốc đang trợ giúp Afghanistan để tăng cường khả năng quân sự chống lại phiến quân Taliban. Kính thưa quý thính giả, giải thưởng Trần Văn Bá lần thứ 3 vừa được tổ chức vào cuối tuần qua tại nơi được mệnh danh là thủ đô của người Việt tị nạn cộng sản, Lý Đô Sài Gòn, miền Nam California, Hoa Kỳ. 5 người được đề cử và ai là người được bầu chọn cho giải thưởng này trong năm nay? Mời quý thính giả theo dõi phần phóng sự đặc biệt do Bá Cơ thực hiện ngay sau đây để tiếp nối chương trình. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 21 tháng 1, 2018, tại Civic Center, thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ, Ủy ban Giải thưởng Tinh thần Trần Văn Bá tổ chức lần thứ 3. Buổi lễ có sự hiện diện của các vị lãnh đạo tinh thần, các vị dân cử, các đoàn thể, hội đoàn và các cơ quan truyền thanh, báo chí. Buổi lễ do các bạn, sinh viên, học sinh tổ chức và điều hành. Sau phần chào cờ mặc niệm là phần đọc tiểu sử dâng hương tưởng niệm và chiếu các hình ảnh của anh Trần Văn Bá, sinh hoạt đấu tranh chống cộng khi anh là Chủ tịch Tổng hội sinh viên tại Pháp, cùng những hình ảnh anh xâm nhập về Việt Nam, đặc biệt là các bức ảnh của anh rất khẳng khái hiên ngang trong phiên tòa của Cộng sản. Anh bị kết án tử hình vào năm 1985, xen kẽ trong chương trình là các bài hợp ca bi hùng do Ban tù ca Xuân Điểm trình bày. Giải thưởng Trần Văn Bá năm 2018 với 5 người được đề cử, thứ nhất là anh Đinh Nguyên Kha, thứ hai là Linh Mục Nguyễn Duy Tân, thứ ba là anh Trần Huỳnh Duy Thức, thứ bốn là chị Trần Thị Nga, thứ năm là anh Trịnh Bá Phương. Và đây là kết quả bầu chọn của giải Trần Văn Bá năm 2018. Tổng kết cuộc bầu chọn qua anh Tạng Nhách, cuộc bầu chọn đã chấm dứt tối hôm qua, và sau khi kiểm tra thì ban giải thưởng cũng như số quý vị đã biết được tên người chính giải. Đối với quyết định chuyên nhất thì tôi xin nóng chặt tuyên bố là người được giải tinh thần Trần Văn Bá năm 2018 là Trần Thị Nga. Vâng, tôi được hân hạnh gặp ông Võ Văn Thiệu, trong ban tổ chức để tưởng niệm hàng năm của anh hùng Trần Văn Bá. Anh cũng là bạn chí thân ở thời còn sinh hoạt sinh viên ở bên Paris, nước Pháp. Thưa anh hàng năm tổ chức để tưởng niệm và khích lệ tinh thần Trần Văn Bá để tiếp nối truyền thống
trao lại cho các tuổi trẻ. Anh có những cái ý nghĩ gì sau những cái lần tổ chức như thế này và cảm tưởng riêng của anh đối với hành động anh hùng của anh Trần Văn Bá? Xin xin cảm ơn Đài Đáp Lời Sông Núi cho tôi một cuộc phỏng vấn. Sự thật là tôi du học ở bên Italy năm 1971 và sau năm 1975 tôi xin tị nạn cộng sản sống tại Ý, nhưng mà sinh hoạt trong các tổng hội sinh viên quốc người Việt quốc gia tại Ý cũng như tại Tây Âu hồi đó, và tôi có sinh hoạt chung Văn Bá trong các kỳ đại hội sinh viên tại Âu Châu, nhất là kỳ đại hội 1938 mà do chúng tôi, cho cá nhân tôi và các bạn hơn 10 lần tổ chức, và đó là những kỷ niệm rất là đẹp của anh hùng Trần Văn Bá. Và khi di cư qua Mỹ thì chúng tôi vẫn nghĩ đến một anh hùng, một người bạn, một người anh hùng của dân tộc. Và anh em chúng tôi một số đã từng du học và từng biết anh, bên Pháp cũng có, bên Ý cũng có, bên Đức cũng có, ngồi lại với nhau hôm nay mà nhiều năm rồi, trong hôm nay để làm cái lễ tưởng niệm anh Trần Văn Bá. Chúng tôi chỉ làm này để biết ơn anh, để nhớ ơn anh và để cho đồng bào không quên sự hy sinh cao cả của anh, nhất là nhắc cho tuổi trẻ biết là các em có một người leader, có một người lãnh tụ sinh viên mà các em nên noi theo. Mà ngoài những việc học hành, công ăn việc làm tốt, cũng phải hy sinh cho cộng đồng, cho đại cuộc, nhất là giúp những người Việt Nam đang đấu tranh trong nước giải thoát chế độ cộng sản. Vâng, bác cơ đại diện cho Đài Loan Trần Sông Núi xin thân thành cảm ơn anh Võ Văn Thiệu. Trước mặt tôi là anh Nguyễn Văn Thông, anh là một người trong ban tổ chức trong buổi tưởng niệm và trao giải Trần Văn Bá cho một nhân vật đấu tranh nhân quyền ở trong nước Việt Nam. Và hôm nay ủy ban đã lựa chọn cô Trần Thị Nga, một nhà tranh đấu phụ nữ có các con nhỏ, hiện đang sống tại miền Bắc và đã bị cầm tù ở miền Bắc. Xin anh Thông cho biết ý nghĩa của cái cuộc trao giải Trần Văn Bá này cho chị Trần Thị Nga đang ở ngục tù cộng sản có những ý nghĩa gì, và anh cũng là một người đồng vai sát cánh trong phong trào tổng hội sinh viên Paris từ những cái thập niên trước ở Pháp. Vâng, xin mời anh. Chúng tôi chọn Trần Thị Nga với cái tinh thần, vừa là cái tinh thần đấu tranh dấn thân của anh Bá từ thời còn trẻ. Và Trần Thị Nga, chúng tôi không phải là chọn Trần Thị Nga mà đồng bào khắp nơi trên thế giới chọn Trần Thị Nga. Tôi nghĩ là Trần Thị Nga là một cái biểu tượng can đảm, một người đàn bà con dại giữa cái đất nước cộng sản độc tài như vậy mà chỉ để đứng lên tranh đấu và chấp nhận cái dấn thân để cho nhân quyền trong nước, thì đó là một cái biểu tượng tốt nha. Vâng, thưa anh, qua cái giải Trần Văn Bá này đó, có phải là để khích lệ và hun đúc cái tinh thần Trần Văn Bá cho những cái thế hệ tương lai, mà nhất là những cái giới trẻ ở trong nước mà họ không biết vị anh hùng Trần Văn Bá đã làm gì cho đất nước, phải không thưa anh? Chúng tôi tổ chức cái giải Trần Văn Bá đó khắp nơi, trên mọi nơi, mỗi năm và khắp nơi trên thế giới. Cái mục đích chúng tôi nhắm vào là cái giới trẻ Việt Nam trong nước và giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại. Như anh thấy, những người nói chuyện chính trong cái buổi lễ hôm nay là chủ tịch, một cô gái nói tiếng Việt không đành, chủ tịch tổng hội sinh viên của miền Nam Cali. Thì cái mục đích với những cái giải này là chúng tôi muốn phát huy tinh thần Trần Văn Bá trong cái giới trẻ. Và giới trẻ nó là một cái foundation cho bất cứ một cái phong trào quốc gia nào. Thành ra ở Mỹ, ở Pháp hay là ở Bỉ, trong tương lai ở Đức, ở Úc, chúng tôi sẽ tiếp tục cái giải này mỗi năm. Vâng, thành thật cảm ơn Nguyễn Văn Thông đã trả lời cuộc phỏng vấn này. Bá cơ tường trình từ Westminster Civic Center tại miền Nam California, Hoa Kỳ. Xin trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Vâng, xin cảm ơn. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, phát về Việt Nam mỗi ngày từ 8 giờ 30 đến 9 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng trung bình AM 1503 kHz chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Chi phí mỗi buổi phát thanh do đồng hương khắp nơi đóng góp, yểm trợ tài chính được giảm trừ thuế lệ tức. Quý vị muốn ủng hộ, xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612-882, San Jose, California 95161, hoặc qua PayPal trong website Radio Đáp Lời Sông Núi viết tắt .com. Bàn ngang tán dọc. Bàn ngang tán dọc. Bàn ngang tán dọc.
Chào anh Hải Sơn và anh Bác Cơ. Hôm nay Minh Nguyệt là cũng mới vừa bệnh hết đó, nhưng mà cũng muốn on air để nói chuyện với hai anh. Và sẵn là muốn nhờ hai anh cố vấn cho Minh Nguyệt để em trả lời cho mấy người bạn làm cùng với sở đó, không biết có được hay không. Chà, chuyện này nghe lạ nha. Sao hôm nay Minh Nguyệt lại nhờ chúng tôi cố vấn chứ? Chuyện gì thì được. Chứ chuyện tình duyên gia đạo thì Hải Sơn chịu thua, không dám có ý kiến cái cò gì đâu nha, dễ bị dằn miệng lắm đó. Ô trời, ai mà thèm hỏi các anh mấy cái chuyện vớ vẩn đó. Số là ở trong hãng em có mấy anh chàng bạn người Mỹ đó. Mấy anh này thì là chưa bao giờ đi Việt Nam, nhưng mà lại kỳ này lại muốn đi một chuyến du lịch tới Việt Nam. Nên là họ tìm hiểu ở trên mạng, trên internet, đủ mọi tin tức, rồi hỏi em vô số câu hỏi, khiến em thật sự là không biết phải trả lời sao nữa. Vậy chứ tụi nó hỏi cái gì mà không trả lời được. Có sao nói vậy người ơi, biết gì nói nấy, không thêm bớt cứ thành khẩn khai báo là được, phải không anh Bác Cơ? Đúng rồi đó, đúng. Không có được đâu, người ta nói tốt đẹp khoe ra mà xấu xa thì phải đậy lại. Ai mà đi nói những điều bất lợi cho xứ sở quê hương của mình bao giờ. Còn nếu mà nói tốt, nói xạo như cái kiểu nói láo tuyên truyền của Cộng sản á, thì em lại nói không được. Trước sau gì người ta cũng biết, kỳ lắm. Những anh bạn này đó là họ nói có sách và mắt có chứng, làm sao mà xem thường được. Không biết anh Bác Cơ có cao kiến gì không anh Bác Cơ? Cao kiến gì hả? Vâng, đại khái là những cái người bạn ấy mà hỏi về những cái điều gì đó, nếu những cái điều mình biết đó, thì mình mới có ý kiến được chứ. À, dĩ nhiên là khi muốn đi du lịch đến một nơi nào đó thì trước hết người ta cần phải biết về đất nước, về con người, về văn hóa, cách phục vụ ở cái nước đó chứ còn gì nữa. Những điều ấy đó thì người ta tìm thấy trong các quảng cáo du lịch, nhưng mà bên cạnh đó thì họ cũng có những thông tin tiêu cực nữa. Chẳng hạn như là có đến 90% du khách ngoại quốc không muốn trở lại Việt Nam lần thứ hai. Đó, rồi là còn rất là nhiều thứ khác nữa. À, thì đó là một cái sự thật thôi. Khi mà họ đến Việt Nam đó thì họ so sánh với những cái nước khác, chắc chắn là có nhiều lý do khiến cho du khách không có hài lòng rồi. Đâu đâu mà chả có thế Minh Nguyệt. Đã quyết định thì phải chấp nhận thôi, ai cũng vậy thôi. Thiết nghĩ là những người có trách nhiệm ở Việt Nam phải tìm hiểu, nghiên cứu những cái vấn đề này để mà cải tiến chứ. Chứ mình nói gì, làm gì mà được. Theo chỗ Hải Sơn biết thì trong năm vừa qua, 2017, đã có gần 13 triệu du khách đến Việt Nam, đem về cho ngân sách trên 23 tỷ đô la, chiếm 7% GDP trong năm. Như thế cũng có thể gọi là ngành du lịch ở Việt Nam thành công rồi, phải không hai anh chị? Nhưng mà trong số đó có đến 4 triệu du khách là người Hoa, anh Hải Sơn nên nhớ điều này nha. Nhiều thông tin cho biết đó, chính du khách người Hoa đến Việt Nam là một trong các nguyên nhân khiến cho du khách Tây Phương họ không muốn trở lại nơi này nữa. Nhắc đến người Hoa đó, thì tôi nhớ cách đây mấy tuần đó, có một vài người bà con từ thành phố Nha Trang qua thăm tôi. Họ rất là căm ghét cái đám người này, họ ngang tàng tịch thượng này, rồi đòi dân Việt mình phải dùng cái đồng nhân dân tệ của họ. Khi mà bị người ta từ chối thì họ nói rằng bây giờ không lấy thì mai mốt chúng mày cũng phải lấy. Không dùng tiền này thì dùng tiền nào? Và khi mà đất nước Việt Nam tụi mày trở thành một cái tỉnh của Trung Quốc đó, là người Việt thì tất nhiên chúng mày phải xài tiền này chứ tiền nào nữa. Phải không anh chị? Là những người Việt Nam mà khi mà nghe tụi nó nói mà không tức đấy chứ. Tuy số lượng du khách từ Trung Quốc sang Việt Nam rất là đông, nhưng không có đem lại lợi ích cho ngành du lịch của Việt Nam là bao nhiêu đâu. Vì họ có khách sạn này, nhà ăn này, nơi mua sắm và ngủ nghỉ dưỡng riêng này, ngay trên đất nước của mình. Có nhiều nơi còn cấm người Việt không có được lai vãng nữa chứ. Chẳng những thế mà còn gây ra nhiều phiền toái cho nhiều người khác nữa đó. Những điều anh Bác Cơ nói quả thật không sai. Điều này cũng dễ hiểu. Chẳng chỉ riêng đến Việt Nam thôi, mà đến đâu cũng vậy. Cách hành xử thiếu văn minh, thô lỗ, ồn ào, khạc nhổ, trịch thượng, dơ bẩn, trộm cắp, gây gổ, khiến cho du khách các nước khác khó chịu, không muốn trở lại là vậy. Cứ tìm đọc cứu người Trung Quốc xấu xí của Bác Cơ, yêu quên của Bá Dương do Nguyễn Hồi thủ dịch thì thấy ngay thôi. Dạ, hai anh có biết không, mấy anh chàng Mỹ trong hãng em đó, mặc dù là chưa bao giờ đặt chân đến Việt Nam, nhưng mà họ nhận xét đó, nước mình có rất là nhiều thắng cảnh đẹp, nhưng mà lại nghèo quá, mà lại chậm tiến nữa, nên ngành du lịch chưa phát triển đúng mức được. Nếu mà so với Thái Lan và Singapore đó, thì Việt Nam kém quá xa. Minh Nguyệt nói đúng, Thái Lan chỉ có 68 triệu dân, mà năm ngoái đã đón 35 triệu du khách, chẳng những thế một tỷ lệ rất cao trở lại lần thứ hai, lần thứ ba.
Trong khi đó, theo báo cáo đầy khoe khoang của nhà nước Việt Nam, thì mức gia tăng kinh tế năm 2017 là 6.7%, tức là rất cao so với nhiều nước khác trong khu vực. Lợi tức quốc gia tính theo đầu người là 2.306 đô la trong năm 2017. Thế thì không lạc quan cũng không được, phải không hai anh chị? Vâng, trên thực tế đó, thì hiện nay Việt Nam đang thua Thái Lan rất là xa về cái nhiều mặt. Chứ nói gì đến Singapore, tuy báo cáo như thế nhưng mà anh chị đừng quên rằng đó, cái nền lạm phát tăng trung bình hơn 4% trong cái giá sinh hoạt, các mặt hàng tiêu dùng tăng rất là nhanh. Các cái loại thuế điện nước đều gia tăng. Nhà nước thì còn đang đẻ ra đủ các thứ loại chi phí để bù đắp vào ngân sách thiếu hụt nghiêm trọng kìa. Chưa nói đến là nợ công rất là cao ngoài sự kiểm soát. Còn tài nguyên thì đang cạn kiệt, tình hình bị đát chứ không có khả quan như báo cáo đâu anh chị. Đúng rồi, rồi còn những chuyện cướp giật trên đường phố, mánh mung lừa đảo, xe cộ lưu thông thì vô trật tự, cảnh gian lấn xô đẩy, giành giật xảy ra ngay ở những điểm du lịch rất là đông khách nước ngoài. Những chuyện như vậy thì mình lý giải làm sao được chứ? Đó chỉ là bề nổi của xã hội nước ta, chưa nói đến những tệ nạn lớn chìm sâu trong chính quyền nữa đó. Đây là một thực tế mình không thể phủ nhận được. Đó là hậu quả tất yếu của một nền cai trị độc tài và là điều bất hạnh lớn cho đất nước mình, thưa hai anh chị. Vâng, trước đây thì họ thường đổ thừa cho cái hậu quả của chiến tranh. Nhưng bây giờ thì đất nước đã thống nhất hơn 40 năm rồi. Nếu đem so với Nam Hàn này, Đài Loan này thì đủ biết Việt Nam là thua kém ra sao. Này nước mình phải xuất khẩu lao động đi khắp thế giới để đem ngoại tệ về nuôi cho chế độ. Tôi thấy mà nhục nhã và đau xót quá đây anh chị. Dạ, còn nữa anh Barker, còn những thông tin tiêu cực như Việt Nam vi phạm nhân quyền nè, đàn áp bỏ tù đối lập, đàn áp tôn giáo, rồi siết chặt quyền tự do ngôn luận, kiểm soát Internet, nạn tham nhũng trong chính quyền, người ta đều biết cả, và đó cũng là những yếu tố bất lợi cho Việt Nam trên mặt quảng bá du lịch, chứ còn gì nữa, hai anh thấy đúng không? Dĩ nhiên rồi, hãy sẽ nghĩ rằng những thông tin đó là chính xác, không phải có ý bôi bác đâu, trước đây thì còn tuyên truyền láo được. Lúc này khó bưng bít lắm. Chính nhờ những thông tin đó mà người dân mình mới nhận thức được những sai sót, những yếu kém cần phải sửa chữa. Vâng, anh Hải Sơn nói rất là đúng. Những cái người mà nắm quyền hành trong tay đó, họ luôn nhìn khác, họ vẫn vỗ ngực tự hào, khoe khoang, tự sướng đó. Ngạo mạn là cái căn bệnh mãn tính của họ. Họ có chịu mình nhận sai trái để mà học hỏi nữa đâu. Ai muốn góp ý xây dựng hay nói khác đi đó thì lập tức là bị chụp mũ là phản động này, chống nhà nước này, bị vào tù. Năm 2017 có bao nhiêu người bị vào tù vì những sự thật ở đây? Dạ, càng nói thì càng thấy buồn hai anh à. Tết nhất thì lại sắp đến nơi rồi. Thôi thì em nghĩ em cứ trả lời với lại mấy đứa bạn của em cho qua loa cho có chuyện thôi. Làm như mình không biết gì hết, chứ nói sao bây giờ? Các anh nghĩ vậy được không? Không nên, không nên. Như trên Hải Sơn đã nói, có sao nói vậy. Nói thẳng, nói thật, không né tránh, không sợ mít lòng. Cuối cùng chân lý bao giờ cũng thắng, đó là định luật bất biến chúng ta phải giữ. Lại hết giờ rồi thưa hai anh chị, phải chào tạm biệt thôi, hẹn lần tới nha. Vâng, bác tạm biệt hai anh chị, kính chào quý vị thính giả của Đài Đáp Lại Sông Núi. Dạ, Minh Nguyệt xin chào anh bác Cơ Hải Sơn và chào quý thính giả của Đài Đáp Lại Sông Núi. Đài phát thanh Đáp Lại Sông Núi. Đáp Lại Sông Núi, anh em ta Đáp Lại Sông Núi. Dư luận trong và ngoài nước đang so sánh hình ảnh nhục nhã của Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh, hai đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản cúi mặt khóc trước tòa, tương phản với hình ảnh hai cô gái Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã ngạo nghễ trong phiên tòa với nụ cười rạng rỡ, vẫn hiên ngang trong tinh thần bất khuất. Mời quý thính giả theo dõi quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Quả báo, qua sự trình bày của Hải Nguyên để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Thưa quý thính giả, sáng ngày 22 tháng Giêng năm 2018, sau 9 ngày xét xử và 5 ngày nghị án, tòa án tại Hà Nội đã chính thức tuyên án vụ cố ý làm trái quy định và tham ô tài sản đối với 22 cựu quan chức trong đại án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam PVC. Cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng
Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Bí thư Thành ủy Sài Gòn bị 13 năm tù. Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh bị 14 năm tù về tội cố ý làm trái, tù chung thân về tội tham ô tài sản. 20 người còn lại bị tuyên án từ 17 tháng tù đến 9 năm tù. Tại phiên tòa này, Đinh La Thăng đã khóc sướt mướt. Trong thời ngồi trên đỉnh cao quyền lực, Đinh La Thăng được xem là con hùm xám tại Sài Gòn, và chính Thăng là người đã ra lệnh đập nát chùa Liên Trì hàng trăm năm tuổi, là điểm tựa tâm linh của hàng triệu người dân Phật giáo, để thực hiện dự án cướp đất tại khu đô thị Thủ Thiêm. Và Thăng cũng là người đã ra lệnh thẳng tay đàn áp khốc liệt, đánh đập dã man với những người yêu nước xuống đường nhằm phản đối bọn tội phạm Formosa, gây ra thảm họa môi trường sống, làm cho hàng triệu người dân miền Trung phải điêu đứng. Còn Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam, đã khóc như mưa, cầu xin lòng thương xót của Nguyễn Phú Trọng. Qua lời nói trước tòa, cháu muốn gửi lời xin lỗi đến bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mong bác tha lỗi cho cháu, coi cháu như người con, người cháu trong gia đình, tạo điều kiện để cháu được gặp bố mẹ, vợ con. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị Viện Kiểm sát xác định là quanh co, chối tội nên không được hưởng khoan hồng. Theo luật sư Nguyễn Văn Quỳnh, người bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh, thì trong nội dung điều tra không có cáo buộc này, nhưng tự nhiên lại lòi ra trong cáo trạng luận tội. Trong thời gian đào thoát, Trịnh Xuân Thanh là người đã tố cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã dựng nên câu chuyện và tự ra lệnh kỷ luật Thanh vô căn cứ, không có trách nhiệm, áp đặt không tôn trọng pháp luật và những quy định hiện hành. Buổi họp ngày 8 tháng 9 năm 2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định Trịnh Xuân Thanh phải chịu trách nhiệm cho các khoản thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng khi là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí từ năm 2007 đến năm 2013. Diễn biến phiên tòa với những lời bình luận trên các trang mạng đã tạo ra những cơn bão dư luận vượt khỏi tính chất một phiên tòa xét xử vụ án kinh tế, tham nhũng thông thường, mà nó là trò mị dân của Đảng Cộng sản Việt Nam, với ý đồ làm dịu cơn phẫn nộ từ lâu của dân chúng về quan tham. Nhưng báo chí lề đảng viết rằng, một người từng giữ vị trí cao như ông Đinh La Thăng vẫn phải ra tòa, vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự, đó là minh chứng cho sự kiên quyết chống tham nhũng, xử lý sai phạm của Đảng, nhà nước ta, bất kể người đó là ai, giữ chức vụ gì. Nhiều tờ báo trong nước đăng tải, việc xét xử những đại án chống tham nhũng đã phần nào lấy lại niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước. Ngược lại, người dân thấy đây là một vụ thanh trừng phe cựu Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng với chiêu bài trừng phạt tham nhũng. Ai cũng biết, chính chế độ độc tài chuyên chế đã đẻ ra tất cả các tội lỗi nhơ bẩn. Nó đã kích động và nuôi dưỡng lòng tham, thúc đẩy các hành động lạm quyền. Bản chất của chế độ Cộng sản là ăn cướp, cướp chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945, cướp của giết người qua vụ cải cách ruộng đất năm 1953-1955, cướp tài sản các nhà tư bản qua cái gọi là cải tạo công thương nghiệp, cướp quyền tư hữu ruộng đất bằng luật đất đai phi pháp, bồi thường với giá rẻ mạt, sau đó bán lại cho các nhà tư bản với giá cao gấp ngàn lần, vân vân. Phiên tòa ngày 22 tháng Giêng vừa qua đã làm cho nhiều đảng viên phe Nguyễn Tấn Dũng xanh mặt, và sự việc này minh chứng rằng hôm qua hoặc hôm nay, đảng viên trung thành với Đảng được thổi ống đu đủ, khen tặng danh hiệu anh hùng. Ngày mai hay bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành bị cáo trước tòa về tội cố ý làm trái quy định hoặc tham ô tài sản và bị xét xử bởi chính các đồng chí lãnh đạo của mình. Chắc chắn phe Nguyễn Tấn Dũng không thể xuôi tay, và nếu phe này thắng thế thì đến phiên Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn bị đưa ra trước vành móng ngựa
để xét xử về tội lạm quyền và tham nhũng. Nhưng nếu dân tộc Việt vùng lên giải thể chế độ Cộng sản, thì cả Bộ Chính trị và các tai to mặt bự trong Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị lôi ra tòa với hàng ngàn tội ác mà họ đã gieo rắc cho dân tộc Việt trong mấy chục năm qua. Trong đó, hai tội lớn nhất của họ là tội bán nước và tội hèn với giặc, ác với dân. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.